Hôm nay là hai vợ chồng mình đi chợ Seafood City vừa mới mở ở thành phố Anaheim nha. Chợ này của người Philippines nha. Chợ đúng là Philippines. Để em vô em hỏi cái người này nè, hỏi có mình có thể quay phim được không? Không cần, Không cần hỏi cầm hả? nó trong tay đánh dấu. Vừa là có cây chít mật to thì có to ở chợ luôn nè. Có bày đồ nướng vậy anh. Ôi trời ơi đã quá ha. Trời ơi. Nhìn cá nướng là thích rồi. Đông quá ha. Ở đây có thịt nướng kìa. Mực nướng là mực. Heo quay. Heo kho. Cơm món bún. Có cá. Cá nướng. Có chuối nữa kìa. Có chuối nướng, cá nướng. Giờ mình sẽ tính tiền ở đây. Có mấy món chè ở trên này. Ôi, để người ta ngồi ăn ở đây. Bên này có bánh ngọt. Thấy đã ha. Thịt cũng biết quay rồi. Đang coi bánh ngọt. Cái bánh này nó có cái gì trong này nè anh ơi? Mango, mongo. Này là hot dog. Spicy tuna. Wow,
mua 5 được tặng 1. Bánh đã bánh giá như thế lắm á. Nhưng mà bánh đó là mua 5 tặng 1. Chigro. Qua quầy ra chứ không? Liên có mấy cái đồ lặt vặt dễ thương ha. Bán mấy cái đồ lặt vặt để đây. Ha, chợ đồ lặt vặt á. Cô anh, có kìa anh, bên này nè anh. Ồ. Trời ơi. Dễ thương quá vậy. Không biết giá nhiêu thôi. Hàng Philippines đó nha. Mắc em Philippines này. Không biết giá. Nữ đầu 99. 8 đồng 99. 8 đồng 99. Trời dễ thương quá. Thái, trời dễ thương không? Ở Thái cổng này là nhà sàn nè. Đồng okay. Đáng mua. Ở đây là mấy cái món à. 8 đô một bình này. Giống như mắm ruốc ha. Cái gì vậy? Chi bò. Không có bình ni lông thôi, mình bỏ vô cái túi chợ của mình đi. Nè anh, bình ni lông nè anh. Ni lông nè. Rồi để phía dưới. Đây rau củ rồi để bịch bịch vậy gọn quá ha. Đâu là đây là nho 2 đồng 99 một thau. Được á. Bên mình là 2 bó 1 đồng. Cao lắm. Lấy mấy bón giờ? Lấy 2 đồng hả? Lấy cái này bỏ ngăn đá thôi, ăn không hết là bỏ ngăn đá. Trời. Anh ăn đậu đũa không? Đậu đũa đây là 3 đồng 51 sen. Măng sợi
xoài là xoài của Manila, tôi làm Manila. Giống như xoài thanh đó hả? Giống xoài thanh. Bữa không ngồi đẹp đẹp á. Cái này là bông chuối nè. Hai đồng. Cần có hành có gì không? Này cũng phải từ. Phải từ. Nha ha. Ăn không lấy củ này là bông chuối. Bông chuối đông lạnh. Giống trái mít non. Coconut meal. Này là cơm dừa hay là nước dừa ta? Cái này là nước dừa. Nước cốt dừa hả? Nước cốt dừa. Một bịch nhiêu vậy? 3 đồng 39. 3 đồng 39 bịch. Lấy một bịch đi. Ở nhà mình còn mấy lon lận. Ừ. Chưa có xài. Đây là biết ở đây nó bán nước dừa, nước cốt dừa. Đông lạnh nè. Ready? Đã không? Lạnh teo ha. À, có mấy cái bếp lò kìa anh. Trời ơi, cái chảo. Anh coi này. Wow. Chảo này nó to lắm luôn á. Cái này là bếp lò nè. Bếp lò này để than anh ha. Cái này nè. Cái này làm kho cá được nè anh ha. Cái này kho cá. Cá. Lên cái nồi này lên nữa. Đã ha. Mà em thấy cái thao kia là ngày hôm qua thì thấy cái mâm, hôm nay thấy cái chảo. Mấy cái nồi này cũng ngộ anh ha. Cái này là đồ bên Philippines hết luôn á. Cái này cái nồi hả? Cái này đúc bằng gang. Ô, nặng nha, không phải nhẹ đâu. Nặng. So với cái nồi bình thường của mình là nặng á. Đúc bằng nhôm. Nhôm hả? Nhôm đúc. Wow, nhưng mà cái này là hàng Philippines luôn á. Chứ còn mấy cái hàng bên này thì chưa chắc. Nó ghi Philippines mà. Cái này không có nên nấu ăn nha. Ồ, không có được nấu ăn hả? Ừ. Chỉ để chắc đựng đá, đựng nước hả? Không có nên nấu ăn. Vô mà là toàn là loại vô mà tái chế không à. 20 on rail TV please. Thank you.
hỏi kiếm mua cái này là mình không biết ạ. Không phải cái đó đâu, em thấy chị có mà. Hả? Không phải cái, em nghĩ không phải cái kiểu đó đâu, cái kiểu mà loại cái wow. Anh cái bộ trà này anh. $15 bộ trà. Này để làm cà phê. Trà. Ok. À, mà để dưới này. Này về ngâm ngâm nước mà giấm ha. Ngâm lửa. Uh-huh. Ăn lửa. Ngon. Cái nào tươi tươi vậy? Nè cái này nè bự tròn đẹp này, cái này bự bự thì nó cái nhỏ á mềm cứng nè mềm để cho cái bự đi. Nó mắc là phải rồi. Nó đâu phải là cup noodle của bên này đâu. Hàng nhập. Nó nói xấu đi, 13 đồng mấy nè. Kinh hồn hả? Nó là, đồng. Anh thấy khác không? Nó là hàng nhập. Uh-huh. Hàng sản xuất của bên Nhật đưa qua. Mấy cái này cái gì ha, ngộ ha, giống trong biển hả? Rye chiwi trong biển. Đây là da heo. Đây là mì có 5 cây kem là $8. Mì gạo nè. Mì gạo non lai, gạo dài. Anh chè nè anh Thái. Chè. Chè đậu đỏ với bột bán. Yeah.
cái trào. Có cá trào 7 đô một thao. Nó mắc hơn salmon nữa đó. Salmon có 3 đồng 99 một thao à. Sáu gói 13 đô. Nè anh, cá họ nướng sẵn nè. Ở đây có cả thịt nướng nữa, này gà nướng, này là heo nướng. 6 đô. Này là thịt ba rọi nướng. Wow. Đây là cơm phần 10 đồng phần. Cái này giờ làm sẵn, về làm lẩu là ngon lắm nè. Oh, 125 đô, 60 đô một pound. Cái này là 20 đô một pound. Cái này 16 đô một pound.
hai đồng một ly. Bánh bò.